Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, share, cập nhật những clip tiếp theo từ mình thôi nhé. Tiếp tục video này, mình sẽ giới thiệu các bạn tham gia một chương trình góp Dolphin Network nhận tóc cần đô. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mình mở link phong các bạn. Thì chương trình góp này nó sẽ dành cho 3.000 member nhận được 100 triệu tóc cần các bạn. Tóc cần Dolphin nè. Thì các bạn mở lên phong ra, thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram nè. Những dự án trên Telegram mang chiếc skin đêm rất là cao nha các bạn. Rồi các bạn join vào, rồi các bạn bắt đáp lợi. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter và retweet hashtag tăng 3 người bạn vào các bạn. Rồi trên tại Twitter các bạn theo dõi nè. Các bạn copy hashtag này từ Do Dot và iDrop nè các bạn. Các bạn like nè. Các bạn trình dẫn cho tại Twitter nè. Các bạn tan 3 người bạn mình vào các bạn gõ A cộng mình hiện những người bạn của mình ra các bạn, rồi các bạn tweet lên nè, rồi tiếp tục các bạn mới up lên nè, sorry, retweet, tiếp tục phải cái link retweet này bài này không bạn, để mình kiểm tra, rồi mình sẽ vào tweet trả lời luôn các bạn, mình trả lời luôn rồi các bạn bắt up lên các bạn, rồi tiếp tục các bạn mở cái liêm phong ra, liêm phong và cái liêm phong này đây ta, đây thì liêm phong ra này, phong này các bạn. Thì tiếp tục thì đây thì dự án website của nó các bạn vào các bạn tìm hiểu các bạn. Thì dòng đầu tiên các bạn lần điền lại địa chỉ username Telegram các bạn đã xong xào nữa các bạn. Các bạn vào setting copy địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn đã follow dự án nữa các bạn. Cộng winvn9 nữa các bạn. 24689 đúng rồi. Các bạn kiểm tra cho chính xác các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với Binbi Smart Chain Bet20 các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ Binbi Smart Chain với chocolate bạc của bạn hoặc là trên giấy Safiban các bạn dán vào đây các bạn. Do you have fan day câu hỏi. Sao chép mình dịch cho các bạn phan các bạn chờ xíu các bạn. Hai cùng hết pin luôn. Bạn có nhận xét bất kỳ sản phẩm nào vậy cũng tôi không. Thì các bạn cứ nhận xét bất kỳ các bạn điện sao cũng được chứ, thì mình sẽ copy dòng này, mình qua dịch này các bạn, dán vào đây. Rồi mình ghi tiếp là dự án rất tốt, phan các bạn. Các bạn qua chọn Google dịch, các bạn ghi là dự án rất tốt các bạn. Khỏi copy cái gì hết trơn. Rồi. Tất cả các bạn dịch qua tiếng Anh nha tất cả các bạn. Rồi các bạn copy nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn gửi vào đây nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa coi có chính xác hoàn toàn thông tin của mình không. Đây thì con chắc của nó nè các bạn. Các bạn cứ áp vào các bạn. Rồi các bạn bấm gửi là xong. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp từ nhận tóc cần đô từ dự án Dolphin Network. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.